Ok, Tuấn à, cuối cùng tụi mình cũng đã cứu được nhầm À, bởi tụi mình rồi. sau những ngày tháng làm vất vả thì mua được căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Thế hồi đó mình ở đâu nhỉ? Ở hang à? Hồi Hay xuống đó thì mình ra cửa? ở chung mình ở kiến trúc Ok, bây giờ đã có nhà riêng rồi. xá. Yeah, Yes. happy. Hòa và đi vào nhà mới kiểm tra nào. Ok. Nhưng mà tiếc cái không đủ tiền để mua căn nhà như cái ông đối diện mình. Ôi, nhà ông kia kìa. Vãi, to vậy. Đẹp. Đúng đẹp luôn. Ây, mà tụi mình chỉ có đủ tiền thôi, kệ nhà này, được rồi. Tao cũng Vẫn được. sống đủ. Ok, chúng ta có một cái hộp email thì ok, đây là... Nhỏ nhỏ. Ồ, yep. Vào nhà mới. Ok, rồi ok, đây là... Ok, đây là nhà mới. Đây là gì Có đây? một cái Ồ, phòng nhà vệ sinh tắm. nè. Nice. Phòng tắm. Ê, tôi ngờ cái này tôi tắm được không? Oh, I can do Chị that. Nice. tắm chung. Ok. Tắm Được, chung. được. Tắm chung đi. Rồi, Yeah. Yeah. Tắm ok, chung. đừng kịch nữa. Đây là nhà vệ sinh. Bếp. Rồi. Nhà vệ sinh. Rồi, bệnh quá. Rồi, ok. Phòng tiếp theo là phòng gì đây? Phòng ngủ nè. Ok. Hai cái giường, một cái đèn. Đúng là nhà mới hơi bị sơ sài ha. Nhà mới mà. Ok, lát thì lát kiếm tiền mua dần dần đúng không vậy ông? Ok. Phòng bếp này. Uầy, cũng khá là đẹp chứ bộ. Đâu tấm là... Và cái bàn nó không cho chỗ để cái ghế luôn nè. Wow. Mình gọi đất. À, Mình lên kể bản án đi, đi. để kể đi. Rồi, ở trên này có gì đâu? À, không có gì Ôi nhiều, rồi. không có gì đặc sắc. Như như kiểu như cái tầng mái nhà phải. Thì Nó mình kệ cũng nhà đừng này ngắm cũng mãi rộng mà. rồi, này đủ 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 sống. style. Đúng rồi. Ok rồi, vào nhà tháo mặt kiếng ra cái để cho mọi người thấy mặt. Yeah. Ok. Selfie phát. Để mình kiểu check in nhà với ông. Ok. Selfie tối gà tới đây. Tới Vui 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 vui. đây. Tới đây. Check in thì ông để tôi chụp hình kiểu. Chụp hình CV CV. Selfie. Yeah, check the selfie. Yeah, rồi ok. Ok, ông đem gì? Tôi đem thức ăn, váy, váy, váy và váy và áo và tiền, mắc kính, giá chéo, quần, điện thoại, hết, còn đâu? Tôi đem có vài ổ bánh mì thịt thịt và hai cái chét rỗng và một cái con đồ chơi con gà của tôi thôi. Ok, tôi nghĩ nên sắp xếp một đồ tí, sau đó thì mình có thể qua chào hàng xóm. Có lẽ Ok. Maybe ok, xem nào, ông tôi hàng xóm nãy giờ tôi chưa thấy ổng xuất hiện nhá. đâu. Ông không biết có ngủ ở đâu không, Ủa, ông không biết có ngủ ở wow, phương trời đâu rồi. ok, không sao. Ok, hay mình Ok qua đi. ạ. Đâu? Ông hàng xóm kìa, ông hàng xóm kìa. Oh, ok. Hình như ông tên là Neighbor. Đâu? Ông đi rồi. Ok, ông với tôi qua thử xem nào. Come on. Ok, go go go. Ủa bạn gì đây? Rất dễ giận dữ. Ồ. Angry. Ok. Ông ơi. Hello. Hình như Tố Nga cửa không mở được. Em ơi, em Tố Nga, Tố Nga. Có thể mua nhà lại. Đi xem nào. Đi rồi, đi Để rồi. Tố Nga. Đây là ngôi nhà khá là lạ nhá. Nó có một cái cửa gì đằng kia nha. Ôi thấy À. à. Ôi trời ơi, nó. What? Ông ấy cầm mình tay vậy. Cầm một cái mắt á. Ông này có vẻ lạ lùng nha. What? Ok, Tuấn Nga, ông thử điều tra tôi thử. Ok, Tuấn Nga, come here, come here. Điều tra, điều tra. Come on, come on. Điều Lại đi. tra, điều tra. Ok, tôi vào cái này với ông. Ok, Đi. we are À, như tụi mình thành trộm bà nữa rồi. spider. Go Ok. Ok. go. Oh, what is this? Đây là gì đây? Ê ê ê ê, có đường Hả? vô kìa, có đường vô kìa. Đâu? Đây á? À. Ok. Oh. Có chuyện nha. Wow. Đây là một cái máy rất bình thường, chẳng có gì. Ok, so. Cái này cái lò sưởi á hả? Tôi không biết ạ. Let me see your route. What are you doing? Ê. Ê. À, biết rồi. Lên bảng. What?
What the hell? Ông ấy đang giết mình đó. Ông này có ý định giết người hả? Oh my god. Oh my god, tức ra. Ông hàng xóm của chúng ta có vẻ không được thân thiện cho lắm. Oh god, what? Why do? Đứng qua đây nè, đứng qua đây nè. Oh my god, con gà chữ gì vậy? Ai thú nó? Em thú làm, em thú mang một lạc này. Ông ra vậy. Ông này có vẻ hơi bị lạ rồi đúng không? Không biết tại sao đánh mình nữa. Có thể là ổng tức giận vì tụi mình đột nhập bất hợp pháp đấy. Ờ, nhưng mà tụi mình chỉ là muốn trà thôi mà sao ông ấy lại giết mình nhỉ? Tôi ra tôi nghĩ ông với tôi phải thoát khỏi căn phòng này mà. Ok, đi come on, let go. Oh, he's coming, come on, let go. Oh my god, đi về thôi. What the heck is this guy? Đây là ông hàng xóm lại đang CV từng thấy á. Oh my god. Ra về rồi. Thôi, no, đi về ngủ thôi. Và tôi đã trở thành nạn nhân của ổng rồi. Ôi. Wow. Một người hàng xóm bí ẩn. I don't know, sao nào? Và tôi thấy có một cái phòng rất là bí ẩn, ổng đặc biệt ổng đặt cái cửa của căn phòng đó là bằng thép. Thế hả? Ở kia kìa. Ở kia kìa. Đâu? Đó, cánh cửa. Cánh cửa đó. Đúng là người đàn ông kỳ lạ mà. Tôi nghĩ ông với tôi nên ngủ sớm thôi. Ok, đi ngủ. Wow. Thiệt đúng là một người. À, ông cứ vào đó tôi đi tắm tí. Ok. What is this guy? Bà có giữ con gà của tôi không? Ok, bây giờ vậy. Ông giữ đồ chơi không đấy. Ok, đây, của ông đây. Con gà. Rồi, nhớ giữ kỹ đi. Tôi đi ngủ đi. Ok, ông ngủ chưa đi? What is this guy? Mình không hiểu ông ấy tại sao vậy, ông ấy làm vậy nữa. Mình nên rửa tay đã. Hello, ông không thấy tôi đang tắm. Không, tôi đang rình cái ông hàng xóm coi tại sao ông lại một người lại giận dữ như vậy. Được không biết nữa. Ok, lau tay thôi. Có vẻ ông ấy khá lạ đấy. Nhìn ổng có vẻ hiền hậu vậy mà. Ok, không phải chuyện của mình nên mình cũng chả cần quan tâm mấy. Ok, mình nghĩ bây giờ chắc nước cũng vừa rồi, mình nghĩ bây giờ mình cũng đang đi tắm luôn. Ok. Tôi lên gác xíu nha. Ok. Ok, mình sẽ nào, mình rửa tay tí đã. Ok, rửa tay mãi. Chà, it's so feel good. Ok, mình check in rồi đó. Ông hàng xóm này có vẻ kỳ lạ nha. Cũng lạ sẵn rồi. Ok, vẫn là tin tức bình thường. Vụ án giết người vẫn chưa kiếm được hung thủ và chưa kiếm được xác nạn nhân. Lạ nữa. What? Wow. Hả? Không biết cái này có liên quan tới ông hàng xóm không nhỉ? Tôi anh biết cái gì? Ông thì tao à? Giúp tao xin lỗi mà, xin lỗi mà. Xin lỗi mà. Là you really idiot. I hate you. Get sorry, out of this room. Sorry không mà. Không được vào trong cụ đó. Bây giờ ông ra cụ ghế sofa cụ đi. Đồ đáng ghét. Lỗi mà, sau này tôi không làm nữa đâu. Wow. Ok, lần này thôi nhá. Ông là ok, cảm ơn nha. Em, mà... ông có chụp hình gì không vậy? Hả? Không. Chắc không? Chắc. Hứa đi. Hứa. Ok. Ok. Đi ngủ. Khổ. Ok. Ok, lại một ngày đêm nữa. Ngủ ơi. Wow. Bad night.
À. Good Ok. night, một buổi sáng tốt lành. Good night, good Có morning. lộn, good morning. Nhầm, nhầm. Ok. Câu hỏi sau đây đúng không? Vẫn kỳ lạ như thế nào? Có lẽ một ngày nào đó ông với tôi sẽ kiếm ra kế hoạch để đột nhập vào nhà ông này coi có gì không nữa. Ok, chứ để Tôi vậy sợ có ông. khi ông giết người nhiều ghê lắm. Không biết là ông có. Tôi cũng có đọc một bài báo một kẻ giết người nhưng vẫn chưa kiếm xác được. Không biết có phải do ông ấy không nữa. Rồi Mà sao tụi tôi mình vẫn chưa thấy có bằng chứng nên. Ok, thôi điên sáng thôi. Mấy vụ này tính ok sau. ok À, ok. No, 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 no.